Chân thịt, cá lóc xay, có cá linh xay, có cá sặc xay, có mà bữa nay mình làm cá lóc xay chân với thịt. Nguyên liệu gồm có là nửa cái thịt tinh nạc dăm, 6 trứng hồ, hộp gà, hộp gà hộp vịt gì cũng được, với nấm giòn, với củ hành, với chút xíu gừng, với hành lá, có tiêu hột ha. Thì mình ăn kèm với là cà, với leo, đậu rồng. Đây là mắm cá lóc xay nè, cá linh xay, cá sặc xay gì cũng có. Bữa nay mình làm cá lóc xay nha các bạn. Bằm nhuyễn cũng được, mà mình cũng có thể là mình sắc hột lựu nhỏ nhỏ, mình xiên, mình chịu khó mình sắc hột lựu nhỏ nhỏ cũng được, sắc cho nó nhỏ lại như hột lựu vậy đó. Ăn gì nè, nó cũng giống như cái miếng tép mỡ vậy đó. Đem vô á, mình để vô vài lát rồi cho nó thơm, mình không có để quá nhiều nó cũng đắng nữa. Giờ mình để chút đỉnh thôi. Vậy nè, nó mới ngon nè, mình có sắc ngọn. Mình sẽ lấy ra để mình chưng vô với mắm. Cốc này là người ta thái sơ ra nè, ta xay nhuyễn nè. Mình sẽ bỏ vào trong thịt nè. Này là mình cho vô 300g nè, nửa ký thịt nè, 300g mắm à. Rồi mình sẽ đặt thêm 5 cái trứng gà vô nha. Nửa cái thịt 300g mắm. Rồi mình sẽ đặt thêm 5 quả trứng gà. Tí bột ngọt nữa ha. Đường. Các bạn cho vào nửa muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng cà phê đường, trộn đều lên. Gừng hành nấm giòn vô. Mình sẽ trộn lên cho nó đều lên nè. Trứng gà mình lấy cái chồng trắng thôi ha, mình chừa chồng đỏ lại bạn. Tí nước mắm ngon nha các bạn, chứ mình không có để muối. Tí nước... Thế là Năm có cho 2 muỗng cà phê nước mắm và cuối cùng là tiêu. Tiêu thì các bạn đập chập chập như vậy nó sẽ ngon hơn là mình xay nhuyễn nha. Đây, để vô hấp cách thủy. Mình hấp khoảng 30 phút nó chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần trồng đỏ của trứng gà lên để cho nó đẹp thôi, chứ không có gì nha các bạn. Quá trời chín rồi, quá trời ơi. Gì là mình thấy nó không dính nước gì là chín rồi nè bạn. Nó phình lên nè. 45 phút đó các bạn, có thể một gần cả tiếng luôn đó. Hát sẽ thêm vô, muốn nấu để vô.
đây, mắm này gia đình mình chuyên gọi nè các bạn ha. Vì mắm thì có rất là nhiều, như là mắm sạch, rồi mắm linh, mắm này bây giờ tới mắm cá lóc mà đều xay. Lúc trước thì mình mua nguyên con, bây giờ mấy loại này người ta đều có xay hết. Được, xay không mỗi xương một ngồi cái món mắm thì đều có cái cách chưng của nó và cái hương vị ăn thì mình có cái cảm nhận. Dịch Covid dân của mình sống nhà quê mà ăn với cái hương vị của đồng quê mà thấy dạng gì ha các bạn ha. Rồi mong các bạn xem những cái clip này ủng hộ gia đình mình ha, rồi mua một lần mắm mình đem về mình thử đi, thử mình dùng các bạn nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Những cái số lượng mắm nhiều thịt nhiều mắm rồi vậy ha, là quá vừa ăn đó. Mình có clip hướng dẫn ra cho khách hàng làm rồi phải không bữa năm? Ừ. Đó mình cái liều lượng nó có rồi cho nên rất là dữ. Để vào khoang cầm đi. 1 2 3 từ từ lên. Người ăn gấp đũa nằm luôn. Ngon. Đó miếng cà nè. Lẹ ơi, cho mọi người. Miếng dưa nè, đập tẹp vô. Ngon không biết sao mà tả được đâu, không còn gì để diễn tả. Có cái gì mà xay là không có còn xương nữa, cá nào xay không xương. Ở đây là đem xoài nữa nè, cuộc sống hiện đại rồi cái gì cũng xay hết, không giống như hồi xưa nữa. Giờ mình xay món cá không cắt xương, dễ chưng, dễ ăn, dễ ăn là đúng rồi đó. Còn nhiều khi mình ăn cái có xương không ngon. Em mà không có nói luôn nữa. Tối cái bà con lại cái tủ lạnh nó nằm.